Mến chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Trong chương trình thời sự thế giới của ngày hôm nay, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin đáng chú ý sau đây. Ngũ giác đài cáo buộc Trung Quốc quân sự hóa không gian. Ukraine cáo buộc Nga lên kế hoạch điều động quân từ Belarus. Thái lộ vũ khí bí mật được Ukraine sử dụng tập kích tạo rắn. Anh chuyển giao tên lửa dẫn đường hiện đại bằng laser cho Ukraine. Bước ngoặt lớn đang đến, Mỹ cân nhắc cấp bom chính xác cho Ukraine. Và ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Ngũ giác đầy cáo buộc Trung Quốc quân sự hóa không gian Kính thưa quý vị, chỉ huy lực lượng không gian Mỹ, Trung tướng Nina Amarno mới đây đã lên tiếng cáo buộc Trung Quốc gây ra mối đe dọa ngày càng gia tăng đối với Mỹ trong cuộc chạy đua giành ưu thế quân sự ngoài vũ trụ, theo tờ Sputnik Cụ thể, nhà quan chức bày tỏ mối lo ngại về một loạt hoạt động của Trung Quốc trong không gian, từ việc tạo ra các hệ thống liên lạc vệ tinh mới và tàu vũ trụ có thể tái sử dụng, đến nghiên cứu dài hạn về triển vọng khai thác các tiểu hành tinh và thậm chí các hành tinh để khai thác tài nguyên thiên nhiên. Trung tướng Abmatner cho biết, mối đe dọa mà Trung Quốc gây ra cho Mỹ trong không gian tương tự như mối đe dọa trên trái đất. Trung Quốc là quốc gia duy nhất có tham vọng vừa muốn định hình lại trật tự quốc tế, vừa muốn tăng cường sức mạnh kinh tế, ngoại giao, quân sự và công nghệ để đạt được mục tiêu đó, bà cảnh báo. Trung tướng Nina Amano tiếp tục cáo buộc Trung Quốc thực hiện các hoạt động thử nghiệm tên lửa bất cần và làm ô nhiễm khu vực xung quanh trái đất bằng rác không gian. Những mảnh vụ này đã đe dọa tất cả các hệ thống của chúng ta trong không gian, và những hệ thống này rất quan trọng đối với lợi ích an ninh, kinh tế và khoa học của tất cả các quốc gia. Hiện Mỹ có nhiều vệ tinh quay quanh trái đất hơn các nước còn lại của thế giới cộng lại. Các nhà thiên văn học trên khắp thế giới đã nhiều lần phản ánh về sự nguy hiểm mà các vệ tinh này gây ra cho hệ thống kính viễn vọng trên trái đất, trong khi các chính phủ bày tỏ lo ngại rằng các vệ tinh thương mại của Mỹ có thể đã được trang bị các khả năng quân sự tiềm ẩn. Ukraine cáo buộc Nga lên kế hoạch điều động quân từ Belarus phía Ukraine cáo buộc Nga đang lên kế hoạch điều động binh sĩ đang đóng tại Belarus sang các khu vực mà Moscow đang kiểm soát. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine vào ngày 27 tháng 11 cáo buộc, Nga dường như đang lên kế hoạch chuyển một số đơn vị và nhân sự đang đóng quân tại Belarus tới các vùng lãnh thổ mà Moscow đang kiểm soát. Dự kiến, lực lượng của Nga tác chiến trong các vùng lãnh thổ Moscow đang kiểm soát sẽ được củng cố khi Nga chuyển các đơn vị từ lãnh thổ Cộng hòa Belarus sang sau khi họ có đủ khả năng chiến đấu, Ukraine nhận định. Nga chưa lên tiếng về tuyên bố từ phía Ukraine. Thông tin này diễn ra trong bối cảnh cả Nga và Ukraine đều đối mặt với thương vong về mặt quân số sau hơn 9 tháng chiến sự và mùa đông khắc nghiệt đang đến gần. Hồi đầu tháng, tướng Mark Milley, chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cho rằng số quân nhân thiệt mạng và bị thương của Nga sau nhiều tháng chiến sự với Ukraine có thể đã vượt quá 100.000 và phía kia dường như cũng đang phải chịu con số thương vong tương tự. Ông Milley nhận định đây là một cuộc chiến gây thiệt hại lớn về người, trong khi cả hai bên Nga và Ukraine đều có những công bố riêng về thương vong của đối phương. Tuy nhiên, những con số này thường chênh lệch nhau khá lớn Căng thẳng giữa Nga, Belarus với Kiev và phương Tây leo thang dồn dập trong thời gian qua khi Moscow xâm lược ở Ukraine từ cuối tháng 2. Belarus xác nhận họ đã tham gia cuộc chiến ở Ukraine nhưng không điều quân tham chiến trực tiếp. Belarus khẳng định mục tiêu quan trọng nhất của mình là ngăn chặn xung đột lan sang lãnh thổ Belarus, đồng thời bảo vệ người dân nước này khỏi nguy cơ bị tấn công từ các quốc gia không thân thiện trong khu vực bên cạnh đó với tư cách là đồng minh của moscow minsk khẳng định sẽ không cho phép một ai tấn công người nga từ phía sau lưng trên lãnh thổ của belarus vào tháng trước belarus tuyên bố thành lập lực lượng quân sự liên hợp với nga nhằm đối phó với mối đe dọa ngày càng gia tăng từ phía nato ở biên giới phía tây ukraine kêu gọi belarus không tham gia vào chiến sự của nga cảnh báo sẽ đáp trả nếu kịch bản trên xảy ra sau nhiều tháng giao tranh, căng thẳng giữa Nga và Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Các cuộc đối đầu trên chiến trường vẫn diễn biến rất khốc liệt. Trong khi đó, phương án đàm phán hòa bình để giải quyết khủng hoảng Ukraine vẫn chưa có bất kỳ tiến triển tích cực nào. Hai bên đang mâu thuẫn lẫn nhau về các điều kiện để có thể tiến hành thương lượng. Trong thời gian qua, Ukraine đã đạt được một số bước tiến khi phản công Nga ở Kharkov, Kherson. Giới quan sát nhận định, với đà tiến trên chiến trường, Ukraine có thể đạt được lợi thế lớn hơn trên bàn đàm phán. Tuy nhiên, Nga được cho là đang chủ động giảm bớt nhịp độ chiến sự để có thời gian nhằm chuẩn bị cho lực lượng tân binh mới huy động thời gian qua, cũng như bổ sung trang thiết bị, khí tài quân sự để tiến hành phản công quy mô lớn khi mùa đông lạnh giá qua đi. Hé lộ vũ khí bí mật được Ukraine sử dụng tập kích đảo rắn Quân đội được cho là đã sử dụng những tổ hợp pháo tự hành Sisa được đặt trên các bè nổi để tấn công đảo rắn trong chiến dịch giành lại đảo rắn. Bên cạnh các hệ thống tên lửa bờ biển và máy bay không người lái, quân đội Ukraine được cho là đã sử dụng các hệ thống pháo tự hành Sisa được đặt trên mặt nước để tấn công các chốt phòng ngự của Nga trên đảo. Báo New York Times của Mỹ đã tiết lộ về hệ thống vũ khí đặc biệt này của Kiev. Theo đó, để tăng tầm bắn cho các pháo tự hành giao Pháp viện trợ, các kỹ sư Ukraine đã đặt các pháo Sisa trên các bè nổi lớn và kéo chúng ra cách bờ biển khoảng 10 km. Từ khoảng cách này, pháo tự hành Sisa có đủ tầm bắn để tấn công đảo rắn, hòn đảo tiền tiêu cách đất liền khoảng 48 km. Theo New York Times, đây là một nhiệm vụ phức tạp đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa lực lượng công binh, hải quân và pháo binh Ukraine. Bên cạnh đó, yếu tố thời tiết cũng là rất quan trọng để bảo đảm sự an toàn cho kế hoạch. Pháo tự hành Sisa sử dụng lựu pháo với cỡ nòng 155mm được đặt trên khung gầm của một xe tải bánh lốp sử dụng động cơ của hãng Renault. Lựu pháo của Sisa có thể cai hỏa với tốc độ từ 6 cho đến 8 phát trong 1 phút và có thể bắn loạt 3 phát trong vòng 18 giây. Với trọng lượng nhẹ và tốc độ di chuyển có thể lên tới 100 km/h, pháo tự hành này được cho là rất phù hợp với điều kiện chiến đấu tại Ukraine. Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaklyny trước đó đã ca ngợi khả năng tác chiến của các pháo tự hành Caesar. Tư lệnh Zaklyny cho biết, Caesar là thế hệ pháo tự hành mới, nó cho phép quân đội Ukraine khai hỏa vào đối phương với độ chính xác cao ở cự ly cách tiền tuyến từ 20 km trở lên ở cự ly này, các đơn vị pháo binh Ukraine có thể dễ dàng áp chế và tiêu diệt các sở chỉ huy, sinh lực cũng như các đơn vị pháo binh Nga, qua đó làm giảm sức chiến đấu của đối phương. Thêm vào đó, cơ chế vận hành đơn giản giúp cho các binh sĩ của chúng tôi nhanh chóng nắm bắt được phương pháp tác chiến với loại vũ khí này. Giới chức Nga và Ukraine vào ngày 30 tháng 6 xác nhận lực lượng của Nga đã rút khỏi đảo Rắn. Tuy quân đội của Nga tuyên bố, việc rút lui ra khỏi đảo Tiền Tiêu có ý nghĩa chiến lược quan trọng này là một động thái thiện chí. Bộ Quốc phòng Ukraine lại khẳng định, các cuộc tập kích dồn dập từ lực lượng pháo binh và không quân của nước này là lý do chính buộc cho Nga phải rút khỏi hòn đảo. Theo thống kê sơ bộ của phía Ukraine, hơn 30 phương tiện chiến đấu của Nga, bao gồm 3 pháo phòng không tầm gần, Panzer S-1, một hệ thống tên lửa Tor M2, một đài radar cảnh giới MICE và hai pháo vẫn lực phóng loạt Tornado và Grad, một thiết bị phá sóng, một tàu tấn công nhanh cỡ nhỏ, hai phương tiện bọc thép chở quân, tám xe quân sự cỡ nhỏ cùng với một kho đạn đã bị các vụ tập kích của quân đội Ukraine loại khỏi vòng chiến đấu. Anh chuyển giao tên lửa dẫn đường hiện đại bằng laser cho Ukraine. Mới đây, Bộ Quốc phòng Anh xác nhận đã cung cấp cho Ukraine loại tên lửa dẫn đường hiện đại bằng laser, có tên Brimstone 2. Qua đó, phớt lờ hàng loạt những cảnh báo của Moscow về nguy cơ xảy ra xung đột trực tiếp giữa NATO và Nga, theo tờ RT. Cụ thể, vào ngày 27 tháng 11 vừa qua, Bộ Quốc phòng Anh đã đăng tải một đoạn video trên mạng xã hội Twitter, trong đó cho thấy ít nhất một kiện hàng tên lửa có độ chính xác cao được chuyển từ căn cứ Price Norton của lực lượng không quân hoàng gia tại Asfuser đến một sân bay không được tiết lộ bộ trên cho biết các tên lửa này là một phần trong gói viện trợ của anh nhằm hỗ trợ ukraine đẩy lùi đa tiến công của nga trong cuộc tấn công nhắm vào nước láng giềng giới chức đồng thời xác nhận quá trình chuyển giao đã diễn ra trong một thời gian Gói viện trợ này đóng một vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn những cuộc tiến công của Nga, Bộ Quốc phòng Anh cho biết trên Twitter. Các hãng truyền thông đưa tin rằng, lực lượng của Anh đã bắt đầu cung cấp phiên bản trước đó của tên lửa Brimstone cho Ukraine vào mùa xuân năm ngoái. Brimstone 2 tiên tiến hơn nhiều so với Brimstone và có tầm bắn gấp 3 lần so với phiên bản trước đó. Loại tên lửa này được thiết kế phóng từ máy bay để tấn công vào các mục tiêu trên mặt đất, Tuy nhiên, quân đội của Ukraine đã sử dụng tên lửa này trên các xe tải thích nghi, chủ yếu nhắm vào xe tăng và các phương tiện bọc thép khác. Trong chuyến thăm Kiev vào đầu tháng này, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã tiết lộ gói viện trợ quân sự mới trị giá 60 triệu USD cho Ukraine. Mỗi chiếc tên lửa Brimstone High có giá khoảng 210.000 USD. Ông Sunak cũng tuyên bố rằng anh có thể tăng viện trợ quân sự cho Ukraine vào năm 2023. Ông cho hay không còn nghi ngờ gì nữa, anh sẽ sát cánh cùng Ukraine trong thời gian dài nhất có thể. Chúng tôi sẽ duy trì hoặc tăng viện trợ quân sự cho quốc gia này vào năm tới. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp những khoản viện trợ mới cho lực lượng phòng không để bảo vệ người dân Ukraine và cơ sở hạ tầng quan trọng của nước này. Bảo vệ Ukraine cũng là bảo vệ chính chúng tôi. Bước ngoặt lớn đang đến, Mỹ cân nhắc cấp bom chính xác cho Ukraine. Ngũ giác đài đang cân nhắc về đề xuất của Boeing về việc cung cấp bom chính xác cỡ nhỏ cho Ukraine để có thể tập kích sâu hơn vào sau chiến tuyến của Nga. Kho dự trữ quân sự của Mỹ và đồng minh đang cạn kiệt dần. Trong khi đó, Ukraine cần những khí tài tinh vi hơn để tạo ra bước ngoặt quyết định cuộc xung đột với Nga. Trò trợ dẫn các nguồn thạo tin cho hay, ngũ giác đài đang cân nhắc đề xuất của Boeing cung cấp một loại bom chính xác cho Ukraine. Vũ khí mà Boeing đề xuất có tên gọi bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất TOSDB được phát triển từ năm 2019. Đây là sự kết hợp hai loại vũ khí có sẵn là bom đường kính nhỏ SDB và pháo vận lực phóng loạt MLRS. cả hai đều có sẵn trong kho vũ khí của Hoa Kỳ. TOSDB có thể sẽ được chuyển giao cho Ukraine sớm nhất vào mùa xuân năm 2023. Nó bao gồm bom dẫn đường chính xác GBU-39 cùng động cơ tên lửa M26, những loại phổ biến trong kho khí tài của Mỹ. Nguồn tin cho hay, GLSDB được dẫn đường bằng hệ thống GPS có khả năng tấn công các mục tiêu cách xa 150 km. Nếu sở hữu vũ khí này, quân đội của Ukraine có thể tấn công các mục tiêu của Nga nằm sâu trong chiến tuyến. Quân đội của Mỹ và Boeing hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Song người phát ngôn của ngũ giác đài Tim Comment cho hay, Washington và các đồng minh đang xác định và xem xét những hệ thống thích hợp nhất có thể cung cấp cho Ukraine. Ukraine nhiều lần đề nghị phương Tây hỗ trợ các hệ thống pháo tầm xa, song chưa được chấp thuận do các nước này lo ngại có thể kéo theo nguy cơ xung đột trực tiếp với Nga. Moscow cảnh báo, việc Mỹ và đồng minh tiếp tục bơm vũ khí cho Ukraine chỉ khiến cho xung đột kéo dài và lan rộng, đồng thời cảnh báo bất kỳ lô khí tài nào của nước ngoài viện trợ cho Kiev đều trở thành mục tiêu tấn công chính đáng của Moscow. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews.btva.com. Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán tính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.